kỳ lạ ngôi làng chỉ có phụ nữ được sinh sống. Umoja là ngôi làng trên đồng cỏ Samburu phía bắc Kenya, được bao quanh bởi hàng rào gai. Ngôi làng này thành lập từ năm 1990 bởi một nhóm 15 người phụ nữ sống sót sau vụ cưỡng hiếp tập thể. Đàn ông không được phép đến ngôi làng này, dân số của họ hiện đã mở rộng, bao gồm những phụ nữ thoát khỏi tảo hôn, bạo lực gia đình hoặc cưỡng hiếp. Hiện tại, ngôi làng có khoảng hơn 50 phụ nữ và 200 trẻ em sinh sống. Ở đây, phụ nữ làm chủ cuộc sống, họ nuôi bò, dê hoặc bán các đồ trang sức tự làm cho khách du lịch ghé thăm. Những người đứng đầu còn quản lý một khu cắm trại nhỏ, nơi du khách nghỉ lại. Tại Umoja, phụ nữ thường mặc trang phục truyền thống của Samburu với áo sáng màu, váy in họa tiết hoa văn và quấn vải kanga qua vai. Trang sức đeo trên cổ là những chiếc vòng được làm từ chuỗi hạt nhiều màu sắc. Điểm độc đáo của cộng đồng Umoja là những cư dân giàu kinh nghiệm hơn sẽ giáo dục phụ nữ và trẻ em về vấn đề tảo hôn. Milka, người điều hành trường học dành cho trẻ em cho biết nếu phải kết hôn sớm, một bé gái sẽ không đủ khả năng làm mẹ. Vì còn quá trẻ, việc sinh con sẽ khiến chúng phải đối mặt với nhiều vấn đề. Sinh sống ở đây, những người phụ nữ bảo vệ lẫn nhau, cùng chăm sóc các đứa con và bắt đầu cuộc sống không còn sợ hãi vì bạo lực hay phân biệt đối xử. Cô Nok Kochom chia sẻ về cuộc sống không đàn ông tại làng Umoja, mỗi ngày, tôi đều mỉm cười hạnh phúc khi thức dậy. Theo bạn còn những ngôi làng đặc biệt nào trên thế giới, hãy comment bên dưới để cùng chia sẻ với mọi người.